Ngay sau đây sẽ là chuyên mục Mỗi tuần một địa chỉ. Tận dụng nguồn năng lượng mặt trời trong gia đình để tiết kiệm điện là không mới, nhưng sử dụng hoàn toàn điện mặt trời là điểm mới nhất mà một ngôi trường tiểu học tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng. Trường tiểu học Bình Mỹ 2, đây cũng chính là ngôi trường đầu tiên sử dụng hoàn toàn hệ thống lưới điện mặt trời tại thành phố Hồ Chí Minh và được gọi là ngôi trường xanh của thành phố. Đây là không khí tại trường tiểu học Bình Mỹ 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vào một ngày đi học. Đó là đầu giờ học ca chiều, trời hanh, nắng nóng gắt gỏng đặc trưng của đất Củ Chi. Vẫn như mỗi bữa trưa thường ngày, những chiếc quạt trần phải chạy gần hết công suất để làm mát cho lớp học hơn 40 học sinh. Đôi chỗ trong lớp vẫn cần thêm đèn để đảm bảo đủ sáng khi học. Nhìn bề ngoài, lớp học vẫn không có gì khác biệt. Hệ thống đèn vẫn vậy, quạt máy, máy chiếu cũ, công tắc không thay đổi, hoạt động trơn tru như mọi ngày. Nhưng đằng sau là một sự thay đổi lớn. Tất cả đang được chạy bằng điện năng mặt trời. Ngay trên nóc giải phòng học bên trái trường là một hệ thống 40 tấm pin năng lượng mặt trời, công suất cung cấp khoảng 30 kW mỗi ngày, đủ để vận hành toàn bộ nhu cầu sử dụng điện cho các phòng học và các thiết bị điện tử khác tại trường. Hệ thống điện mặt trời này thì chúng tôi đã thử mở đèn quạt ở các khối lớp và đèn quạt nó đã chạy bình thường như là lưới điện bên ngoài ban ngày thì sẽ có điện cho nhà trường sử dụng vào hoạt động. Thì lúc đến này thì sẽ không sử dụng điện ở bên ngoài, cho nên sẽ tiết kiệm một rất là đáng kể cái nguồn kinh phí về sử dụng điện của nhà trường nói riêng và cũng như là của ngân kinh phí của nhà nước nói chung. Theo ban giám hiệu trường tiểu học Bình Mỹ 2, quan trọng hơn hết đó là khuyến khích tinh thần tiết kiệm năng lượng và nhân rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo trong trường và trong việc giảng dạy học sinh. Kinh phí lắp đặt hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời ước tính khoảng 500 triệu đồng. Dự án này do tập đoàn Lusco Hàn Quốc tài trợ nhằm khuyến khích việc sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Toản, giám đốc công ty cổ phần năng lượng dầu khí châu Á cho biết, đơn vị đang mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện dự án 1 triệu ngôi nhà xanh tại Việt Nam. Còn đây là khu vực nhà vệ sinh và túi trữ nước mưa để sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt của trường và tưới cây cảnh. Hệ thống thu gom nước mưa này khá đơn giản, chỉ gồm một túi đựng nước mưa được làm bằng nhựa PE, có thể bổ sung cho trường khoảng 15 mét khối nước mỗi tháng. Vừa tận dụng nguồn nước mưa, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cơ bản của trường. Cái lượng mưa của Việt Nam hiện nay là bình quân độ khoảng 2.000mm một năm. Thì ví dụ một cái mái nhà độ khoảng 100 mét vuông thì có thể một năm thu được 200 mét khối nước mưa. Thế thì chỉ cần dùng một cái túi, một khối như thế này, bình quân một tháng là có thể thu được 15 khối nước mưa. Còn nếu mà sử dụng lớn hơn như những cái siêu thị như là siêu thị Metro, họ có thể thu được 30.000 khối nước mưa một năm. Thì dùng cái nước mưa đó cho những việc như là phòng chống cháy nổ, rồi tưới cây, cọ rửa, làm mát nhà, rồi dùng cho toilet thì rất là tiết kiệm, đỡ phải dùng nước máy của thành phố. Thế và đỡ hút nước ngầm, vừa tốn điện bơm nước và vừa hút nó sụt lún cái tầng nước ngầm, nó hỏng cái tầng nước ngầm. Với hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời và hệ thống thu gom nước mưa đơn giản, một trường học có thể tiết kiệm được rất nhiều nguồn điện từ điện lưới quốc gia, vừa tận dụng nguồn nước mưa để tránh lãng phí. Đó là điều mà các chuyên gia môi trường đang hy vọng những ngôi trường học xanh như thế này được nhân rộng ra, không chỉ ở trường học mà còn hướng đến nhiều tòa nhà, các cơ quan và ngay cả tại các hộ gia đình. Giờ đây, mỗi tháng trường tiểu học Bình Mỹ 2 có thể tiết kiệm ít nhất 2 triệu đồng chi phí tiền điện như trước đây, giúp trường có thêm kinh phí cho nhiều khoản đầu tư trang thiết bị khác. Bên cạnh đó, với bình trữ nước mưa, trường cũng không quá lo ngại những ngày thiếu nước cho những nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Và hơn hết, các em học sinh của trường đã tận mục sở thị và hiểu được làm thế nào để góp phần giữ cho môi trường thân thiện và bền vững hơn. Vừa rồi là một địa chỉ ấn tượng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị. Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu cách chuẩn bị bộ hồ sơ du học hoàn hảo.